Đây là đài phát thanh Kim Sơn. Đây là đài phát thanh Kim Sơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh huyện Kim Sơn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau trang tin phản ánh hoạt động của các ngành địa phương trong huyện, phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn với đồng chí Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về các giải pháp phòng chống lụt bão năm 2020. Tiếp đó là bài Kim Sơn nỗ lực tăng chỉ số cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 được long trọng tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 với sự tham gia của 339 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 73.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Đảng bộ, quân và dân Kim Sơn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến nay, diện tích mùa chung của Hợp tác xã Nông nghiệp Như Hòa đã chín và bắt đầu cho thu hoạch. Đến ngày 7 tháng 10, 42 hectare lúa mùa chung thuộc các xóm 10 và xóm 11 của xã đã thu hoạch xong. Diện tích mùa chung còn lại sẽ được bà con xã viên tập trung thu hoạch từ ngày 13 tháng 10. Đối với mùa muộn, thực hiện kế hoạch phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, Hợp tác xã đã chỉ đạo bà con xã viên tiến hành phun phòng trừ đợt 1. Và phun kép xong cho 100% diện tích vào ngày 5 tháng 10. Hiện, các diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bông và phơi màu. Để đảm bảo năng suất sản lượng và thu hoạch lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, Ban Quản trị Hợp tác xã phối hợp với đội khai thác công trình thủy lợi huyện tiến hành điều... Này, còn quyết định sang Nhật theo thằng Dũng qua công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành đấy à? Còn lựa chọn nào tốt hơn nữa bố? Nhật Thành là công ty uy tín, trách nhiệm trong lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động sang Nhật đấy bố ạ. Tư vấn viên thì nhiệt tình, thủ tục đơn giản, chi phí đúng theo quy định nhà nước mà lại hỗ trợ người lao động 24/24. Con tìm hiểu rồi, công ty này luôn có đơn hàng phong phú với nhiều lựa chọn, mức thu nhập hàng tháng từ 20 đến 30 triệu đấy. Nhưng con có biết tiếng Nhật như thằng Dũng đâu. Ôi, chuyện nhỏ bố ơi, Nhật Thành có tổ chức đào tạo tiếng Nhật theo chương trình biên soạn riêng với 50% giáo viên bản ngữ, song song học giao tiếp, còn có đào tạo ngoại ngữ công xưởng và đào tạo tay nghề nữa. Ừ, thôi mày sang đấy, có anh có em, bố mẹ cũng yên tâm. Không những có anh có em mà còn có Nhật Thành nữa bố ạ, cực kỳ yên tâm. Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành. Hotline 0948 388 988, trụ sở chính 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trong chương trình phát thanh của Đài Kim Sơn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.